Thưa quý khán giả, sáng nay, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số, động lực phát triển kinh tế hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chủ trì. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và lãnh đạo các bộ ban ngành 63 địa phương và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè tham dự trực tuyến tại điểm cầu thành phố Cần Thơ. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc tổ chức diễn đàn nhằm truyền tải thông điệp quan trọng của tinh thần đổi mới sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể. Nòng cốt là các tổ chức kinh tế hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng. Tinh thần đổi mới bao gồm thay đổi tư duy, nhận thức và hành động để thay đổi phương thức hoạt động, quản lý sự thay đổi, gắn với chuyển đổi số để tạo ra những giá trị mới. Chuyển đổi mô hình kinh tế tập thể một cách linh hoạt, phù hợp, đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu và tăng nguồn lực cho sự phát triển. Hiện cả nước có 28.237 hợp tác xã. Theo khảo sát của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, thì có 83,5% hợp tác xã đánh giá việc chuyển đổi số là cần thiết. Gần 19% hợp tác xã đã có kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể. 68% hợp tác xã có sử dụng ít nhất một trong các phương thức giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến. Tại diễn đàn, các bộ ngành đã trao đổi các vấn đề về hoàn thiện thể chế chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ eGAP, thực hành điện tử nông nghiệp tốt và cổng thông tin quản lý giám sát truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam. Phân tích những khó khăn, thách thức và tổng hợp ý kiến kiến nghị chính phủ tháo gỡ khó khăn. Ngoài ra còn có nhiều tham luận của các đại sứ quán, bộ ngành và địa phương chung quanh việc chuyển đổi số và giới thiệu các mô hình hiệu quả.